Út xin chào tất cả quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Út Liễu Miền Tây. Hồi khuya thức dậy đi căn đồ là mưa dông quá trời luôn cả nhà. Từ khuya mà tới giờ vẫn còn mưa nè. Giờ về tới sinh hai rồi. Mưa quá, giờ hai chị em soạn đồ để chuẩn bị đem qua giữa giao nè cả nhà. Lúc khuya Út đi căng đó, dông nó ngã trên đường đi á, gặp hai cây chuối. Trời ơi, cái cây đầu tiên thì Út gán bường qua được, cây thứ hai nó lớn quá, nó ngã ngang nguyên cái lộ luôn. Rồi mai Út vừa ghé lại Út bưng vô á, cái mai có thằng em kia nó cũng đằng kia nó chạy ngược lại, rồi hai chị em bỏ vô, lôi vô để cho xe chạy được. Rồi chạy thêm chút nữa, gặp thêm cây tre nữa, cũng hên. Gần cái nhà của anh hai mà Út căng ếch đó, điện thoại kêu đánh ga chặt để cho Út chạy được, chứ không thôi bắt cây tre nó cũng chạy không được luôn. Bởi vì dòng gió này đi chạy xe nguy hiểm lắm cả nhà. Sáng Út chạy đi là bê, cái xe Út nặng đó mà nó cũng bê nữa, ghê lắm. Đây là Út đang ở giữa nè cả nhà, mẫu luôn cốt ra để căng nè. Ta cũng mới đem lại nước ớt, ta đem ớt lại. Út ớt Út căng rồi, mình luôn cốt nè. Quen làm gì vậy? Quen hay vậy? Càng quay đây. Rồi. Thiếu bạn. Đặt đơn mày cũng bán được chứ phải là không bán được, nhưng mà cái giá của mày nó khác. Thì có khi cũng toàn lên tỉnh không đấy, em đưa ra ngoài đấy. Người ta tao đóng lên tỉnh nhưng mà của con mẹ nó. Ai thì sao ta? Đó rồi đó. Đó kia nó cộng nó xem ra nhiều khi nó lấy ra nhiều khi. Chắc ba đó mà coi cộng đủ chưa Út? Bữa nay cái giả có là bảo. Giờ Út về tới nhà rồi. Giờ này gần 12 giờ mà còn dông gió lớn quá trời luôn cả nhà. Hồi nãy giờ Út về là dầm mưa về luôn đó, từ sáng giờ. Mưa quá rồi Út không có ghé vô chợ mua đồ ăn. Thì về lục tủ lạnh còn được miếng thịt với cái hai cánh gà bữa mà bà cô cho, rồi Út chừa lại hai cánh nè. Rồi đem rau củ quả của má nấu đồ chay đó, với mớ nấm má mua nè. Đem ra hầm, rồi kho miếng hột vịt nữa là ăn cơm.
Giờ canh cũng chín nè, nãy về tới Út cũng có kho miếng hột vịt rồi nè. Giờ đói bụng quá, Út cũng ăn cơm mà, cả nhà cùng ăn cơm cả nhà.